Cho con hỏi, nếu một bậc A-la-hán sau 7 ngày, nếu không nhập Niết Bàn hay xuất gia thì sẽ như thế nào? Con cảm ơn Thầy. Thì xin thưa với quý vị, câu hỏi này nó giống như là nó phiếm luận. Giống như là bây giờ, nếu như bây giờ mà tôi đi thi, thì nó chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi, một là đậu, hai là rớt. Còn khi mà tôi mua vé số thì cũng chỉ có hai trường hợp xảy ra thôi, một một là trúng, hai là không trúng. Hoặc là ở đời mình tới cái lúc mà mình tuổi thọ rồi đó, thì chỉ có hai kết quả thôi, một là sống, hai là chết, nó không có một trạng thái thứ ba. Cho nên vị thánh A-la-hán vì đó chỉ có hai trạng thái chứ không có trạng thái thứ ba. Một là vị ấy phải nhập diệt sau 7 ngày. Hai là vị ấy phải sống đời sống xuất gia, không có trạng thái thứ ba. Và vì câu hỏi này cũng đơn giản cho nên là sư qua câu hỏi tiếp theo. Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, trong cái câu hỏi này nó có một vấn đề như vậy nè, sư sẽ nói rõ để quý vị hiểu rõ hơn nha. Quý vị mà hỏi câu hỏi này á, có lẽ mình hiểu chưa có đầy đủ lắm, là như vậy thưa quý vị. Nếu mà câu hỏi này đầy đủ là phải như vậy nè. Cho con xin hỏi thầy, nếu một người mà cư sĩ đó, có thể là cận sư nam hay cận sư nữ đó, mà chứng a la hán thì không nhập niết bàn hay xuất gia thì sẽ như thế nào thì nó chính xác hơn? Tại sao lại sư lại không có đưa cái chữ 7 ngày vô đây? Xin thưa quý vị, một vị cư sĩ mà chứng đắc a la hán, thưa quý vị, một vị cư sĩ mà chứng đắc a la hán thì bắt buộc cái vị đó đó, nếu mà chưa xuất gia thành tỳ kheo hay là tối thiểu là sa di cũng được thưa quý vị, sa di hoặc là tỳ kheo, sa di ni hoặc là tỳ kheo ni, thì bắt buộc cái vị đó đó là phải nhập niết bàn ngay trong ngày hôm đó chứ không phải là 7 ngày thưa quý vị. Sư nói cái điều này là có căn cứ đàng hoàng. Quý vị muốn rõ, quý vị xem trong Milinda Vấn Đạo nói rất là rõ. Còn về á, tại sao mà lại còn về cái 7 ngày là không có nha, bắt buộc phải nhập Niết Bàn ngay trong ngày hôm đó nếu mà không xuất gia làm, nếu không xuất gia thì nói chung đó, xuất gia thì có thể là sa di ni hoặc tỳ kheo ni. Bởi vì sao? Bởi vì á, cái câu này á, để Đức Hành Tại cũng đã từng trả lời quý vị rồi, có nghĩa là ngoài cái phẩm vị của một cái vị A La Hán nó rất là nặng thưa vị, nó không hạnh đó, nó rất là nặng, rất là cao thượng, mà với cái hình tướng cư sĩ á, là không thể nào mà nó nâng đỡ nổi. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị xem lại những cái vị mà cư sĩ mà A La Hán đi, có nghĩa là nếu mà đã đắc a la hán rồi mà không xuất gia thì bắt buộc phải nhập niết bàn, hoặc là buộc phải nhập niết bàn. Bởi vì sao? Bởi vì một số là do hạnh nghiệp thưa vị, một số là do hạnh nghiệp chi phối khiến cho vị đó phải nhập niết bàn. Là giống như ai, giống như trường hợp ông Ba Hí Giá, để vị thấy đó. Ba Hí Giá thì khi mà ổng đắc a la hán với hình tướng người cư sĩ rồi thì ông đi tìm y bác để ông xuất gia, nhưng mà rồi sao, bị con dạ xoa nó biến thành con bò la quan trái nó hút chết, nó khiến, có nghĩa là hành nghiệp nó khiến phải như vậy thì vậy, khiến ông phải vậy. Thứ hai là vô tịnh phạn, vô tịnh phạn là đắc a la hán ngay giờ phút mà cận tử đó, đó giờ phút mà vua cha suy yếu đó, đó là trường hợp thứ hai, nó khiến phải như vậy thì vậy. Cái nghiệp vận hành của nghiệp nó khiến cho cái việc mà cư sĩ, người sĩ đắc a la hán bắt buộc phải ngay trong ngày hôm đó là phải xuất gia, nếu không xuất gia phải nhập niết bàn. Và trường hợp thứ ba là ông đại thần Santa Tý đó, nó tương tự là như vậy.
Thì trước khi kết thúc cái câu trả lời này á, đại sư muốn nhấn mạnh rõ một lần nữa quý vị là cái việc mà người cư sĩ mà đắc A La Hán, nếu mà vị đó chưa xuất gia thì bắt buộc phải nhập Niết Bàn ngay trong ngày hôm đó chứ không phải 7 ngày. Đây là một chi tiết quan trọng để quý vị hiểu rõ hơn. Và còn về như thế nào mà phải như vậy thì qua ba cái câu chuyện mà sư ví dụ đó, quý vị biết đó là cái sự vận hành của nghiệp, thưa quý vị. Và nghiệp nó khiến bắt buộc phải như vậy thôi đó. Cho nên là nên là giống như Đức Hạnh Tại có ví dụ cho quý vị ban đầu đó, đó là đi đi thi đó, đi thi đậu hoặc rớt thôi đó, như thế thôi, đúng không? Rồi giờ phút con người mà gần cận tử thì chỉ có một là sống hay là chết thôi. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.